chúng mình đây, Linh và Hải của Phố Ăn Chơi đến từ Vật Vờ Studio. Và ngày hôm nay với không khí chào các bạn sinh viên mới thì chúng ta không thể không nhắc đến các buổi chương trình chào tân như thế này, như là New Youth Festival 2022 ngày hôm nay. Hiện tại chúng mình đang đứng ở đâu nhỉ? Đứng ở Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Cùng đi theo chúng mình để xem là chương trình hôm nay có những cái gì nhá. Chương trình New Youth Festival 2022 là một chương trình chào tân sinh viên được tổ chức thường niên của Trường Kinh tế Quốc dân với mục đích là tạo ra một không khí phấn khởi, thi đua học tập, rèn luyện, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, giáo dục chính trị tư tưởng cho các bạn đoàn viên, sinh viên và chào mừng các bạn tân sinh viên mới khoa 64 vào trường. Trong ngày hôm nay, chương trình sẽ diễn ra xuyên suốt cả ngày, các bạn sinh viên đặc biệt là K64 tha hồ trải nghiệm hàng loạt hoạt động. Cắm trại với rất nhiều hoạt động gian hàng của các câu lạc bộ. Ngoài ra, các bạn sinh viên của Trường Kinh tế Quốc dân tham dự trong ngày hội còn được chơi những trò chơi vô cùng thú vị do các bạn sinh viên trường tổ chức. Bây giờ chúng mình đang đi từ trong cổng ký túc xá vào đây, thì dưới này sẽ là sân ký túc xá này. Thì giới thiệu với em, đây là các tòa của các bạn sinh viên đang ở nội trú. Thì với cái chương trình ngày hôm nay, New Youth Festival, thì sẽ có cái phần đầu tiên là cái phần check-in. Tiếp theo sẽ là đến các cái danh trại. Chỉ được nghe là có tận 90. Ui, 90 luôn á? Ừ, có tận 90 cái danh trại như thế này để cho các bạn sinh viên trải nghiệm, hay cũng như là được chơi game, có cả các cái danh trại để chơi game ấy. Thì ở trong chắc là sẽ là ở trong, còn đây là các gian hàng của các brand. Ừ, các brand rồi các nhãn hàng rất là nổi tiếng. Thế là mình đi vào trong nha, tại vì chị không quan tâm đến gian hàng lắm, nên đi vào trong chơi game. Và buổi sáng thì các bạn sẽ được xem chung kết cuộc thi Bloom Dance của các đội nhảy siêu tài năng mà Côn Ngầu. Ban giám khảo thì đều là những anh chị rất nổi tiếng trong giới hip hop, như là chị Mai Tinh Vi, chị Anh Mỹ và cả anh TF Star. Không chỉ như thế, các bạn có thể thỏa sức đam mê nhảy nhót tại Random Dance có trong lễ hội buổi chiều. Như chúng mình đang hưởng ứng siêu nhiệt huyết, tại vì nhà của ban tổ chức chuẩn bị toàn những bài hot hit trên TikTok và K-pop ngày xưa cho đến tận bây giờ luôn á. Hiện tại thì mình đã bắt được một bạn sinh viên K64 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, và mình sẽ có một vài câu hỏi dành cho bạn ý. Chị thấy là trong khuôn viên của trường mình có rất nhiều bạn áo xanh như thế này, thì không biết là áo này mang biểu trưng là gì nhỉ? Dạ vâng, đây là áo cộng tác viên của chương trình NEU Youth Festival 2022 ạ. Năm này là một chủ đề rất là sôi nổi, đó chính là chủ đề về vùng đất cảm xúc, cho nên là với màu áo xanh như này thì tụi em thể hiện được là những cộng tác viên rất là tâm huyết với chương trình, rất là năng nổ ạ. Dạ vâng. Chị thấy là các bạn ý hô rất to, rất là sung luôn ở trong chương trình luôn. Kể từ ngày mở đơn á thì đến lúc mà tụi em họp mặt để chia ra các nhà từng team một để tụi em làm việc á, thì mất khoảng tầm gần một tháng của tụi em. Mỗi tuần thì tụi em chỉ dành khoảng 1 đến 2 buổi để đi họp thôi. Nhưng mà em thấy thì qua các cuộc họp, các cuộc bonding thì em thấy là rất là vui, và cảm giác như là mình được hòa chung cái nhiệt huyết của, nhất là cái môi trường rất là năng động của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân ý. Thì em thấy là đó là một cái trải nghiệm, những cái trải nghiệm mà em thấy là rất là đáng nên có trong những lời sinh viên của mình, đúng rồi ạ. Ok, chắc chắn là đội của mình to như vậy là phải có một cái slogan đúng không? Dạ vâng. Em có thể hô to khẩu hình slogan của mình được không? Slogan của hòa chung cái nhiệt huyết của, nhất là các em thì em thấy là rất là vui, và cảm giác như là mình được hòa chung cái nhiệt huyết của slogan của chương trình năm nay, đó chính là Any Youth Festival 2022, đánh thức bản thân, khơi dậy bản lĩnh, thể hiện được là tụi em là những tân sinh viên rất là năng nổ, năng động để bứt phá trong con đường học tập sắp tới. Chương trình New Youth Festival là chương trình thường niên do Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên phối hợp tổ chức, và đây là một chương trình có quy mô rất lớn, được lên kế hoạch trong nhiều tháng trời. Và câu lạc bộ em thì thực sự là rất vinh dự khi trở thành một trong những đơn vị tham gia chạy chương trình, và có thể nói là còn rất nhiều điều thú vị đang chờ đón mọi người đó ạ.
Còn một điều đặc biệt nữa mà các bạn sinh viên nói chung và các bạn cao số 4 nói riêng không thể bỏ qua, đó chính là buổi đại nhạc hội cực đầu tư và có dàn khách mời siêu khủng tại buổi tối ngày hôm nay. Mở màn cho show đại nhạc hội của New Youth Festival là những bài nhảy cực kỳ bùng nổ của các dancer và những bài hát rất hay đến từ các ca sĩ tại gia của New, như là câu lạc bộ MEC này, đội văn nghệ của trường Đại học Kinh tế Quốc dân và ban nhạc siêu ngầu của trường nữa. Mỗi lần sự kiện chào tân đều có dàn khách mời vô cùng đình đám, và năm nay NEW đầu tư không kém cạnh gì những năm trước đâu nha. Grady, Ceci, MC Hanh, DJ KS và đặc biệt hơn là sự xuất hiện của Mono. Ôi Mono đáng yêu lắm mọi người ạ. Xem qua tiết mục đã mắt xong, chúng mình đã dồn đủ sức để quẩy nhiệt tình với MC Hanh và DJ KS. Bữa tiệc âm nhạc lần này thật sự khiến chúng mình rất là ấn tượng với sự đầu tư khủng và cách tổ chức chương trình cực kỳ chỉn chu và chuyên nghiệp. Cảm ơn trường Đại học Kinh tế Quốc dân và đặc biệt cảm ơn đến câu lạc bộ New Youth Connection đã cho chúng mình một buổi trải nghiệm đầy hào hứng và thú vị. Mọi người, nếu ai là một sinh viên của NEW thì hãy comment là NEW và nêu cảm nhận của các bạn về buổi lễ chào tân ngày hôm đó nhé. Và đừng quên like, share and subscribe cho Phố Ăn Chơi nha. Bye bye!